Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Film & More của mình. Hôm nay hãy cùng mình đến với một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc vừa mới được ra mắt đầu năm nay, Sweet, với tựa đề tiếng Việt là Ước Gì Được Nấy. Nhưng thật ra thì mình thích cái tên ban đầu của bộ phim hơn là Christmas Present, do câu chuyện phim diễn ra vào đêm Giáng sinh. Và cái tên Christmas Present có thể hiểu theo hai nghĩa là món quà Giáng sinh hay Giáng sinh của hiện tại đều đúng với ý nghĩa của bộ phim. Nhưng có lẽ do có chút chậm trễ trong khâu phát hành, khi bộ phim ra mắt chậm hơn so với dự kiến nên cái tên đã được đổi sang Switch. Nhưng không sao, đây vẫn là một bộ phim rom-com vô cùng đáng xem nhất dịp đầu năm mới. Là sự trở lại màn ảnh lớn sau 11 năm của nữ diễn viên Lee Min Jong. Và ngoài ra điều đặc biệt nữa, đây là bộ phim có kịch bản giống với cuộc đời thật của tất cả các dàn diễn viên trong phim. Vậy mình sẽ không dài dòng nữa mà mời các bạn hãy cùng mình đi vào bài phân tích về bộ phim Ước Gì Được Nấy để xem món quà Giáng sinh muộn này có ý nghĩa gì nhé. Bộ phim không đào to bố lớn mà có một kịch bản vô cùng nhẹ nhàng, dễ hiểu mà các bạn hoàn toàn có thể nắm được cốt truyện khi nhìn vào poster của bộ phim. Đó là hai nhân vật sẽ hoán đổi hoàn cảnh cho nhau. Park Kang, một nam diễn viên đình đám nhưng đời sống riêng tư của anh là đầy scandal và lối sống bất cân. Anh cặp hết bạn diễn này đến bạn diễn khác. Tuy là diễn viên tài năng nhưng cũng lắm tật và kiêu căng. Anh chê ổng chê èo các bộ phim dự án ít kinh phí. Đạo diễn và ekip phải phục vụ anh và không dám hó hé dù cho anh có diễn xuất dở và quen thoại đi chăng nữa. Thậm chí anh chạnh đến mức chỉ tham gia những buổi lễ trao giải mà anh chắc chắn được nhận giải. Và người vừa phải chịu đựng vừa phải giải quyết hết đống lộn xộn của anh chính là quản lý Cho Yoon. Anh từng là diễn viên và cũng chính là bạn thân của Park Kang từ hồi hai người còn diễn chung sân khấu kịch nói. Thế nhưng sự nghiệp của Cho Yoon lại không bằng phẳng được như Park Kang. Cũng vì cơm áo gạo tiền phải nuôi gia đình cùng con nhỏ, anh từ bỏ nghiệp diễn viên và đi theo làm quản lý, nhưng chẳng khác gì ô xin cấp cao cho Park Kang. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nay ngủ với cô này, mai ngủ với cô khác. Thế nhưng sâu thẳm mỗi con người, dù tại đến đâu, cũng có lúc họ từng rất tốt. Thổ hàng vi của anh từng yêu say đắm Su Nhon, nhưng chuyện tình của họ đã rẽ sang hai hướng khác khi Park Kang trở thành diễn viên nổi tiếng, còn Su Nhon trở thành họa sĩ thành công tại Mỹ. Cuộc sống của Park Kang là một cuộc sống mà nhiều người ước cũng không được, mơ cũng không thấy. Thế nhưng các bạn đã biết một người đã có tất cả như Park Kang ước gì không? Anh ấy ước giá như anh ấy được ở bên Su Nhon, vì đó là thứ duy nhất anh không có trong cuộc đời. Đó chính là điều ước đêm Giáng sinh của anh ấy. Và trong đêm đó, sau khi say, anh lên một chiếc xe taxi cùng một bác tài xế bí ẩn. Ông ta đã thực hiện điều ước ấy cho Park Kang. Khi tỉnh dậy, đúng như anh mong ước, anh được sống với Su Nhon, thậm chí còn có thêm hai đứa con, một trai một gái. Nhưng điều đáng nói ở đây là cuộc sống của họ không như những gì mà Park Kang từng nghĩ. Su Yeon vẫn là họa sĩ, nhưng là một họa sĩ nghèo, có một phòng tranh nhỏ nhỏ, tiền thậm chí không đủ trang trải, cô phải làm thêm ngoài giờ làm. Họ vẫn ở nhà thuê và đang gặp phải áp lực chủ nhà sắp tăng tiền thuê nhà ngay thời điểm con cái chuẩn bị vào độ tuổi đi học. Park Kang vẫn được làm diễn viên, nhưng chỉ là một diễn viên bèo bọt, tiền không đủ nuôi thân mình. Đúng hơn, anh đang rơi vào cuộc sống và hoàn cảnh của Cho Yoon. Ngược lại, Cho Yoon giờ đây lại là một diễn viên đình đám và thuê ngược lại Park Kang làm quản lý cho mình. Những kịch bản phim kiểu hoán đổi thân xác, hoán đổi hoàn cảnh hay sống lại thanh xuân thì chắc không còn quá xa lạ. Nhất là những ai thường xem phim Hàn, vì từ điện ảnh tới truyền hình đã có rất nhiều kịch bản phim khai thác. Thế nhưng ý nghĩa mà nó mang lại qua mỗi bộ phim vẫn không bao giờ là cũ. Nếu nói về đột phá thì bộ phim này không phải quá đột phá. Thế nhưng điều độc đáo ở đây, bộ phim xây dựng cho các nhân vật là người trong giới showbiz, mà giới showbiz thì ai mà chẳng ước mơ, thậm chí hy sinh đánh đổi. Ở đầu video, mình có nói bộ phim gần giống với cuộc đời thật của các diễn viên. Nhân vật Park Kang do nam tài tử Kwon Sang-woon thủ vai. Nếu so với bộ phim cùng thể loại trước là Love Again, vai diễn lần này anh được khen nhiều về mặt diễn xuất. Thế nhưng thật ra vào vai anh chàng diễn viên Park Kang này, có thể nói anh diễn như không diễn, vì bản thân nhân vật đã được xây dựng rất đời. Nhân vật Park Kang là một nam tài tử chính hiệu, vừa lắm tiền vừa đào hoa, hội tụ đủ mọi tật xấu, căn bệnh ngôi sao mà các diễn viên lưng lẫy lắm tài nhiều tật thường có. Nhưng xuất phát điểm của anh cũng từng là một diễn viên quen, có cuộc sống nghèo khó, mà thường mô típ này nếu có được ảnh hào quang thường sẽ rất dễ sa đọa, vì họ muốn bù đắp lại khoảng thời gian nghèo khó của mình. Chưa nói đến Park Kang, bà mẹ của anh là một minh chứng rõ ràng nhất. Từ thuở còn nghèo, bà đã rất thích ngắm nghía những chiếc túi, nên đến khi giàu có nhờ đứa con của mình, bà luôn mạnh tay chi tiền để sở hữu những chiếc túi đắt tiền. Vì thế người không có tiền thường có tâm lý trách nhà giàu phung phí, âu cũng là căn bệnh bù đắp mà thôi.
Dĩ nhiên tự nhiên đang giàu sang phú quý, bây giờ lại phải quay trở lại cuộc sống khổ cực, mà còn vợ con đùm đê, làm sao mà anh ta chịu nổi quá một ngày. Nhưng nào ngờ anh ta lại sống được tới tận một năm, thậm chí không muốn trở lại vũ trụ gốc của mình. Vậy trong một năm hoán đổi, anh ta nhận ra được gì? Thoạt nổi tiếng, anh luôn nghĩ vũ trụ xoay quanh anh. Thậm chí tới lúc rơi vào hoàn cảnh nghèo ban đầu, anh ta vẫn có suy nghĩ anh ta là tâm vũ trụ và bi kịch đang giáng xuống đầu anh. Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh chịu nhìn vào cuộc sống người khác. Soo-yeon là một người anh yêu nhất, nhưng ngày ấy anh đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Thế nên đúng là cả hai đã có tất cả, chỉ là không có nhau. Nhưng anh quên rằng năm ấy người con gái anh yêu thương đã chọn anh thay vì sự nghiệp. Dù được cho cơ hội quay trở lại, nhưng hình như tính cách anh vẫn là một người hảo thắng. Khi kiếm được chút tiền, anh lại bắt đầu xa hoa. Điều này không sai, nhưng anh đã quên rằng Soo-yeon đã chọn anh, chứ không phải chọn tiền bạc. Vì ngày ấy, Soo-yeon đáng ra đã có một cuộc sống giàu sang và thành công hơn rất nhiều tại Mỹ, nhưng cô vẫn chọn ở lại cùng anh. Đối với anh bạn thân Jo-yoon cũng thế. Giờ đây sao đã đổi ngôi. Jo-yoon giờ đây là một diễn viên hàng đầu. Dĩ nhiên bản thân anh ta cũng đã phải đánh đổi. Khác với vũ trụ gốc, anh giờ đây vẫn cô độc, không con cái. Jo-yoon có được cơ hội vụt sáng là do bác Kang đã chọn cuộc sống gia đình cùng Soo-yoon. Khoảng thời gian phải làm quản lý cho Jo-yoon, anh mới nhận ra bấy lâu nay anh đã đối xử tệ với quản lý của mình thế nào. Jo-yoon cũng trở thành ngôi sao, nhưng anh ta sống tốt hơn rất nhiều. Vì thế không phải cứ trở thành ngôi sao là sẽ lắm tật. Tất cả sự tử tế là do ta chọn. Với nhân vật hai người con Rohee và Roa, nó khá giống một bộ phim truyền hình là Cô Bé Couple. Mình sẽ có một bài phân tích về bộ phim này ở những video sau nhé. Nếu các bạn yêu thích thể loại này thì mình recommend bộ phim này nên xem nha các bạn. Khi đã dính tới con cái, giờ đây không chỉ là chuyện tình của hai người nữa, mà giờ đây họ có nhiều thứ phải hy sinh hơn. Nếu họ chọn trở lại vũ trụ thật, dĩ nhiên là những đứa bé này sẽ không ra đời. Vì thế giờ đây sự hối tiếc và rây rứt mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghe qua bài phân tích của mình, các bạn đã hiểu vì sao đầu video mình nói thích cái tên ban đầu của bộ phim là Christmas Present rồi chứ. Present trong tiếng Anh vừa có nghĩa là hiện tại, vừa có nghĩa là món quà, và hiện tại chính là một món quà. Một người dẫu có một hiện tại không thiếu thứ gì như diễn viên Park Kang, anh vẫn chưa có được món quà mà anh mong muốn. Điều mà hiện tại người giàu có nổi tiếng như anh mong muốn có lẽ chỉ là có được một giấc ngủ thật ngon 5 tiếng mà thôi, vì cuộc sống của anh vẫn không hạnh phúc và bình yên. Như bao thông điệp ý nghĩa của các dòng phim cho ta trải nghiệm cuộc sống của chính ta ở vũ trụ khác, đó chính là sự hối tiếc. Nhưng sự hối tiếc ở đây không chỉ mình bạn hối tiếc, bạn không phải trung tâm của vũ trụ, mà tất cả những người xung quanh bạn đều có. Nếu họ không chọn bạn thì họ cũng đã có cuộc sống rất khác rồi, chứ không chỉ có mình bạn. Đây là một bộ phim rom-com mà các bạn nên dắt gia đình đi xem cùng sẽ ý nghĩa hơn, vừa hài hước vừa mang nhiều ý nghĩa. Còn ai là fan cứng của phim Hàn, dĩ nhiên đây là một tác phẩm không thể nào bỏ qua. Ngoài nam tài tử Kwon Sang-woo thì màn tái xuất của Lee Min-jong cũng thu hút không kém cạnh khi cô vào vai khá giống cô ngoài đời, vốn nổi tiếng từ phim điện ảnh. Thế nhưng kể từ khi kết hôn, có lẽ một phần bận rộn cuộc sống gia đình, cô mất hút trên màn ảnh lớn. Thế nên bộ phim cũng có một màn nhắc nhẹ cả khịa tới nam diễn viên Lee Jong-hun, chính là chồng của cô. Diễn viên Oh Jong-se là mẫu diễn viên đa năng, vai ác, vai hài, vai hiền đều vô vai ngọt sớt. Thì những kiểu kịch bản biến đổi hoàn cảnh tâm lý nhân vật kiểu thế này dĩ nhiên chẳng làm khó được anh. Cô diễn viên gạo cội Kim Mi-kyung, bản thân cô vốn là một fan cứng của dòng phim này nên cô luôn nhận những kịch bản kiểu thế này. Nếu bạn nào cũng thích dòng phim kiểu này thì mình recommend thêm các phim mà cô đóng cũng có mô típ tương tự như Cô Bé Couple, Hai Ba Mama, Westlove, 18 Again, Kim Ji-young, Porn 1982 cũng rất đáng xem nha các bạn. Hai diễn viên nhí Park So-hee là talent của nhà quay Ji đang nuôi dưỡng và cậu bé đầu nắm Kim Jun nổi lên sau series Hospital Playlist. Cả hai đều được giới chuyên môn phê bình đánh giá sẽ là lứa diễn viên tài năng tiếp nối của nền showbiz Hàn. Còn nếu bạn hoàn toàn không phải là fan của dòng phim này hay là fan của phim Hàn thì đây vẫn là một bộ phim đáng để bạn trải nghiệm. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống và hạnh phúc của một con người thế nào cho đến khi chính ta trải nghiệm nó, và bộ phim này sẽ mang lại cho bạn được trải nghiệm đó. Hy vọng bộ phim này sẽ như một món quà muộn được gửi tới hiện tại của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video phân tích của mình. Nếu các bạn thấy hay và đồng cảm, hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và luôn hạnh phúc ở hiện tại các bạn nhé. Bởi vì hiện tại chính là một món quà. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bạn ở một video khác tại Film & More nhé. See ya!